nhấn nút đăng ký để nhận được video của tôi hàng tuần, và nhấn nút chuông để nhận được video sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Hôm nay ta sẽ sử dụng giấy A4 nha các bạn, nên các bạn sẽ gấp đôi theo chiều dọc. Các bạn lưu ý gấp sao cho chính xác, gần chính xác thì cái khả năng bay boomerang của nó càng cao. Rồi các bạn sẽ gấp nó tầm giác ở đây và gấp tương tự ở phần đối diện. Các bạn nên gấp hở chỗ này để cho giấy có chỗ để co giãn ở những bước tiếp theo. Tiếp theo tôi sẽ gấp lên như thế này. Và bước kế tiếp sẽ gấp thêm một lớp nữa. Và lưu ý ở đây ta sẽ gấp cao hơn phía trên một chút xíu. Cao lên phía trên nhé. Các bạn có thể gấp cao hơn khoảng 1 ly gì đấy. Lý do tôi gấp cao lên 1 ly là ở bước tiếp theo tôi sẽ cho cái nếp gấp này đây, cho nó ra phía trước để cho nó cân, nó đỡ bị dồn giấy. Rồi ta sẽ được kết quả như thế này. Rồi tiếp theo ta sẽ gấp đôi ok. Rồi, ta sẽ gấp đôi phần này lại. Và làm tương tự ở phần bên kia. Ta cần căn sao cho hai bên nó cân đối. Cái điều quan trọng là hai bên phải cân đối nhé. Các bạn càng cân đối thì các bạn càng dễ chơi. Và khi mà cân đối thì các bạn có thể chơi được hai hướng. Rồi, bước tiếp theo ta sẽ gấp này lên. Ta sẽ chia cái này là 3 phần. Đó, ta gấp lên. Đây, sao cho đây nó chia làm 2 phần là ok. Các bạn ướm chừng ha, và cho càng chính xác càng tốt. Đó. Rồi. Và ta làm tương tự.
bên này. Rồi. Sau đó tôi gấp ngược lại để tạo nếp gấp giống như xếp quạt vậy. Và đây ta làm tương tự. Rồi. Bây giờ bước tiếp theo ta sẽ lật ra như thế này. Rồi, ta sẽ bẻ sao cho đoạn này chạm dưới đất, nó sẽ tạo ra một góc vuông chỗ này, mà ta bẻ hẳn lên. Rồi, ta cũng làm tương tự đối với bên này. Sau đó ta bẻ ngược lại. Và phần đối diện ta làm tương tự. Ok. Vậy là ta xong. Ta sẽ kéo giãn ra sao cho là ở đây nó sẽ tạo thành góc vuông nhé. Rồi, bây giờ là có thể chơi rồi. Khi chơi thì các bạn có thể cầm như này nhé. Đây, ta sẽ cầm như thế này. Rồi, và khi ném ta sẽ ném nghiêng như thế này. Đó, hoặc là nghiêng như thế này. Đó, bây giờ tôi sẽ chơi cho các bạn xem nhé. Các bạn đừng quên like, share để nhiều người nữa biết đến trò chơi thú vị này nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được video của tôi hàng tuần và nhấn nút chuông để nhận được video sớm nhất. Cảm ơn các bạn.